Tin Nóng Ngất xin chào quý vị. Hôm nay ngày 25 tháng 3 chúng tôi xin được tiếp tục những câu chuyện xung quanh việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Theo tác giả Ninh Triều, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng làm gì có ngoại lệ. Pháp luật quy định rõ việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng nó để xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức khác. Việc gì đến đã phải đến. Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đây là động thái tiếp theo của Công an thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 đến 29/4 để phục vụ việc xác minh, điều tra trước việc bà này bị hàng loạt công dân tố giác về việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống họ. Thật khó có thể liệt kê một cách đầy đủ về chuỗi livestream mà bà Hằng đã thực hiện tại nhiều địa điểm, từ nhà riêng, trên xe cá nhân đến ngoài hiện trường, trong suốt một năm qua để công nhiên chửi bới, xúc phạm, vu khống, dọa dẫm người khác với lời lẽ, chiêu trò rất phản cảm, thiếu văn hóa. Không hiểu tại sao và không biết căn cứ vào đâu mà bà Hằng cho phép mình nhân danh cái gọi là thế thiên hành đạo để mạt sát, tấn công nhiều công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước với những cái mà bà cho là chứng cứ do tự tìm kiếm, thu nhặt được. Thậm chí, khi một số người góp ý để bà Hằng thực hiện đúng hơn quyền công dân của mình theo luật định trong việc tố giác ai đó, bà Hằng không những không tiếp thu mà còn quay sang tấn công ngược lại họ với lời lẽ, chiêu trò hạ đẳng. Đỉnh điểm là việc bà cho trình chiếu clip đặt tên của những người tố cáo bà cho những chó đua, ngựa đua kèm bình luận khiếm nhã, ám chỉ trong livestream ngày 19 tháng 3. Đó là chưa nói đến việc cùng phục vụ và đồng lõa với bà Hằng là một ekip gồm nhiều người cùng lên sóng, làm truyền thông, phát tán những thông tin nhục mạ, độc hại, trong đó đau đớn thay mà cũng phẫn nộ thay, còn có cả người đang giảng dạy trong ngành luật. Nhiều nhóm fan cứng của bà Hằng sẵn sàng hành xử bất chấp pháp luật để bảo vệ thần tượng của mình một cách mù quáng, gây bức xúc cực điểm cho dư luận. Những cá nhân giúp bà Hằng lan truyền, khuếch tán, tư vấn cho bà ta về nội dung kích động, nhục mạ người khác chắc chắn sẽ được cơ quan điều tra làm rõ xử lý. Pháp luật không cấm công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình khi phát hiện dấu hiệu sai phạm của cá nhân, tổ chức nào đó, tất nhiên quyền đó phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nhưng cần nhấn mạnh rằng pháp luật không chấp nhận một ai nhân danh bất kỳ một điều gì để sử dụng quyền của mình nhằm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức khác. Bởi điều đó là vi phạm pháp luật, mà đã vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, không ai được phép đứng trên luật pháp. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý một cách nghiêm minh để đảm bảo kỷ cương, phép nước. Và vì vậy, bà Tổng Giám đốc của Đại Nam và đồng phạm, nếu có, cũng không thể ngoại lệ. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Tin Nóng Nhất để cập nhật những thông tin nóng bỏng, hấp dẫn và nhân văn của chúng tôi.